Vâng, em chào các anh. Hôm nay thì là em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con máy bếp từ các bác nhé, bếp từ đơn của hãng Dritech. Đấy. Mã con này là con DI103 nhé. Đấy. Hàng thì các anh có thể thấy là nó là cái dòng bếp từ gọi là mặt kiểu dạng mặt ấy nhá. Đấy. Mặt mặt vuông như này, mặt vuông. Đấy. Mặt vuông trơn. Không bóng nhá, một chút không bóng. Bếp màu trắng. Một con bếp từ này thì là nó đây, còn rất là đẹp các bác này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bếp từ Dritech. Dritech, hàng nội địa Nhật, điện 100V nhá các bác nha, lưu ý đừng cái cắm nhầm nha đây. Con này là điện 100V công suất 1400 nhá. Điện 100V nha các bác, lưu ý đừng ai cắm nhầm điện nha. Đấy. Bếp thì là vẫn đang hoạt động bình thường. Đấy, với các cái chức năng như là đây, on off này, bật tắt này. Đấy. Bật tắt này. Đây là đun một phát là hết công suất luôn này. Đấy. Được chưa? Bên này là một cái kiểu dạng cài sẵn hẹn giờ 2 tiếng này. Đấy. Bên này là một dạng chuyên dán này. Đấy. Đấy, tăng giảm đây. Đấy. Đấy. Bên này là chuyên dán từ ở nhiệt độ thấp này. Cái này là chuyên dán nhiệt độ cao, một phát là 180 độ luôn này. Đấy. Được chưa? Còn bên này chuyên dán ở nhiệt độ thấp này. Thì nó đến 180 độ là hết hết cỡ rồi. Đó, có thấy không ạ? Và con này là chuyên dán ở đây là nhiệt độ cao này. 180 cho đến 220 độ này. Này bên này là đun nấu này. Đấy. Đấy, tất cả các chức năng nó là như vậy nha. Cái này là hẹn giờ này. Đây là hẹn giờ. Đây là chỉnh phút này. Đấy, tăng giảm này. Đấy. Bên này là chỉnh giờ này. Đấy. Đấy. Cái này là hủy hẹn giờ này. Đấy, thì tất cả các chức năng của cái bếp từ này nó là như vậy. Đấy thì cái dòng bếp từ này thì đấy, nó có khá nhiều chức năng để các bác có thể ứng dụng dùng đấy, rất là ok. Ăn lẩu ăn liếc hoặc là chiên rán các thứ cũng khá là tiện đấy. Vì nó có nhiều cái chức năng mà ví dụ như là mình bình thường là mình ấn cái này đúng không? Bình thường mình ấn này nó 800W đúng không? Thì mình phải tăng lên thì nó mới được 1400 đúng không? Mà bây giờ mình muốn đun nó phát nhanh luôn. Đấy. Thì mình ấn một cái này nó phát là nó ra 1400 luôn. Đấy thì nó sẽ tiện hơn là cái thằng này. Đấy, bấm phát ra 1400 luôn này, mặc sắc mắc số luôn này. Đấy, khi nào mà mình nó sôi rồi thì mình ấn sang cái này để mình điều chỉnh nhiệt độ. Đấy, nó rất là tiện lợi đúng không? Đấy. Cái này thì bên này thì nó sẽ có là chế độ chiên rán ở nhiệt độ thấp, với những cái loại mà mình chỉ cần gọi là đun là mình chỉ cần rán kiểu như là chiên lại. Đấy, chiên lại cho nó nóng đồ ăn chẳng hạn. Đấy thì dùng cái này. Còn ví dụ như là mình chiên rán cho nó chín thì mình dùng cái nút này. Đó thì rất là nhiều chức năng khá là hay ở trên con nồi này. À trên con bếp này, em thấy là con bếp này rất là hay đấy. Con Dritech của DI103 này, nhà hàng nội địa Nhật. Đấy. Đấy, các bác thấy bếp từ đã sôi nước nhá. Đấy, và sôi khá là nhanh. Đấy, từ nãy giờ em nói thì quá trình thao tác các kiểu thì nó chỉ khoảng rơi vào khoảng tầm 1 phút, hơn 1 phút là nước đã sôi rồi. Đấy, các anh thấy không? Rất là nhanh nhá. Đấy. Đây là một chiếc bếp từ đơn của hãng Dritech. Con này là con DI103. Đó. Hàng đẹp. Đấy. Và những cái con này thì công suất của nó giữ ở cái mức gọi là đun sôi vừa phải như thế này. Nó không quá nóng thì nó sẽ giúp cho cả cái thức ăn của mình nó giữ được cái dinh dưỡng tốt hơn. Đấy. Ai là hay ăn lẩu ăn liếc thì dùng con này. Ok, hoặc là mình có thể sử dụng những cái con bếp này để nó đun nấu cho gia đình với cái lượng đun nấu nó ít, nó không quá nhiều nhé. Đấy, thì mình chỉ cần dùng bếp từ đơn, cũng không cần dùng đến bếp từ đôi đâu. Bếp từ đôi thực ra nó chỉ thêm một cái bếp nhỏ hơn để dùng cho các cái xoong nhỏ thôi. Còn thực tế là nhiều các cái bếp từ đôi ấy, thì là mình cũng dùng thì cũng chắc chỉ dùng bếp to là nhiều, còn ít khi dùng bếp bé. Đấy thì chi bằng như thế thì mình đầu tư luôn con này. Đấy. Đấy. Nhá, thì là mình dùng luôn. Đấy. Thì con bếp từ đơn này của hãng Dritech này thì giá của nó là đi 690.000 đồng nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu mua con Dritech này thì alo cho em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để mình đặt hàng các bác nhé.
Đấy, thì mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ 0979891682 hoặc là 0966 594581 giúp em. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở trong những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.